quý vị, Đà Nẵng tiếp tục xây dựng đề án Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn 2 với những tiêu chí rất cao như tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt quy chuẩn đến năm 2025 là 95%, tỷ lệ hộ dân phân loại rác tại nguồn đến năm 2025 đạt 90%. Hướng đến mục tiêu này, Đà Nẵng đang đẩy mạnh phong trào phân loại rác thải tại nguồn đến từng cơ quan doanh nghiệp khu dân cư, trong đó có các tổ công nhân tự quản. Đây là tuyến đường chính vào tổ công nhân tự quản số 1, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Dọc hai bên đường, cứ chừng vài chục mét lại có một cụm 3 thùng rác với 3 màu khác nhau, tương ứng với 3 loại: rác tái chế, rác vô cơ và rác hữu cơ. Theo đó, rác thải được chia thành 3 loại: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, các loại giấy, nhựa, kim loại, chất thải thực phẩm gồm chất thải nhà bếp trước và sau sơ chế, chế biến, thực phẩm thừa, quá hạn, rác vườn, chất thải rắn sinh hoạt khác như quần áo, phụ kiện cũ, đồ gỗ thải bỏ, chất thải thủy tinh, pin, ắc quy đã quá sử dụng, vỏ bình, chai lọ hóa chất, v.v. Em thấy ngày xưa thì là em thấy là bỏ chung một loại, mà giờ mới đấy thì là tổ dân phố phạt bỏ ra phân loại từng loại rác, không có ba loại, rác vô cơ, hữu cơ và tái chế đó, là để cho người dân thực hiện, chứ kiểu là mỗi loại rác là bỏ riêng một thùng. Có thể là làm thuận lợi cho mọi người mà thu gom rác thải bên này, làm sạch môi trường nữa chị. Tổ công nhân tự quản số 1 có 250 nhân khẩu, trong đó 90% là công nhân lao động thuê trọ. Người ở đông, lượng rác thải phát sinh hàng ngày nhiều, nên việc phân loại rác thải được chính quyền vận động mọi người thực hiện. Ý thức đây là việc làm ý nghĩa và cũng là yêu cầu bắt buộc của thành phố, nên người thuê trọ hưởng ứng nhiệt tình. Từ khi mà có những cái thùng rác được thành phố tài trợ cho khu phố thì em thấy thì việc giữ gìn vệ sinh nó được tức là phát huy được tối đa. Bình thường thì tụi em để rác chúng vào với nhau, từ chai lò đến thực phẩm bẩn đều bỏ chung. Có những thùng rác này thì tụi em phân ra thực phẩm nào cả chi ra cả đó thì như nó sạch sẽ hơn và như nó còn đỡ ô nhiễm hơn ạ. Được biết, cách đây một tuần, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã trao tặng 50 thùng rác phân loại tại nguồn cho các tổ công nhân tự quản khu nhà trọ trên địa bàn quận Liên Chiểu. Trong đó, tổ công nhân tự quản số 1, nơi đông công nhân, được trang bị 30 thùng. Cùng với việc phân loại, các tổ công nhân tự quản cũng sẽ duy trì tốt mô hình thu gom rác tại nguyên. Cách đây tuần 10 ngày là Liên đoàn Lao động thành phố có lên hỗ trợ cho 30 cái thùng rác, chia ra cho 10 cụm, mỗi cụm là 3 thùng để trước nhà. Cái bước đầu tiên thì cũng bỡ ngỡ, bởi vì ngày xưa là phụ nữ họ lấy cái rác mà để bán được. Bây giờ là để tại nhà trước cổng phòng trọ thì cũng có những cháu là bỡ ngỡ, chưa biết phân loại ra. Cho nên bản thân tôi thì thường thường đi nhắc nhở cho các cháu là phân loại nào, nào là vô cơ, loại nào là hữu cơ, loại nào là tái chế. Cho nên là nó thực tế ra thì cũng từ từ rồi, cũng chưa, cho đến bây giờ nó cũng chưa hoàn hảo lắm, nhưng phải cố gắng hết sức. Đối với những tổ công nhân tự quản tập trung đông công nhân trong cùng một khu nhà trọ, thì đã được Liên đoàn Lao động thành phố trang bị loại thùng rác kích cỡ to để dễ phân loại thu gom. Chủ nhà trọ và tổ trưởng tổ công nhân tự quản có trách nhiệm phổ biến hướng dẫn người thuê trọ thực hiện, đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức. Hy vọng mô hình này sẽ được nhanh chóng phát huy và nhân rộng.